Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị: nguy hiểm nhất, các nhà lãnh đạo không bao giờ biết nhận sai. Nguồn tin từ Facebook Tống Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Nguy hiểm nhất là các lãnh đạo không bao giờ biết nhận sai, không bao giờ biết nghe nguyện vọng của người dân và ý kiến của các nhà khoa học. Chống dịch bằng các giải pháp duy ý chí, bằng cách ngày nào cũng lên TV để chỉ đạo và đọc nghị quyết rất oai nhưng lại phản khoa học thì càng chống dịch lại càng tăng là đương nhiên. Có vẻ như chúng ta đang bị cuốn vào những chuyện ăn uống, tiếp tế hàng ngày mà quên đi mất cái lớn nhất, đó là chiến lược chống dịch của Việt Nam hiện giờ đã ngả sang hướng nào rồi. Thủ tướng Chính phủ đã thay ông Nam làm tổng chỉ huy nhưng chưa thấy tuyên bố đường lối mới là gì. Vẫn làm như cũ thì làm sao phải thay? Chỉ mới tháng 5 thôi, ta dự báo số ca nhiễm cả nước chỉ khoảng 10.000. Đến tháng 6 thì điều chỉnh dự báo lên 30.000, nên vẫn kiên định với việc truy vết, khoanh vùng, cách ly tập trung. Chiến lược này đã hoàn toàn phá sản khi con số lây nhiễm nhanh chóng vượt qua 10 lần dự báo, kể cả khi đã cách ly toàn xã hội. Rồi vỡ trận ở Sài Gòn làm hoang mang cả nước, dẫn đến cả Hà Nội và một số tỉnh thành cũng cách ly toàn xã hội, dù tình hình và hoàn toàn khác nhau. Có vẻ như ở đây hai cái sai lại thành một. Lẽ ra Hà Nội chưa nên cách ly như Sài Gòn, bởi vì Sài Gòn càng cách càng toang và không đủ điều kiện chăm lo cho dân. Họ vẫn phải vượt rào mưu sinh để tồn tại, rồi lại bị các quyết định giải pháp gây ra sự tập trung đông người nên đến hàng ngàn người thì làm sao mà không có thể vỡ trận được. Thế nhưng Hà Nội có các điều kiện khác với Sài Gòn nên vẫn chưa toang, chứ không phải là nhờ cái sự cách ly nửa vời này. Trong khi đó lại gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng là sức dân ngày càng cạn. Hình như cho đến giờ thì không thấy các cơ quan chuyên môn phân tích và tìm kiếm cái gốc vấn đề là phương thức lây lan. Vì sao lại lây lan mạnh như vậy ở Sài Gòn mà các tỉnh khác lại chưa bị? Tất cả đang tập trung vào phần ngọn là đi xử lý các ca nhiễm, nặng thì nhập viện, tử vong thì tìm cách hỏa táng hoặc chôn. Trong lúc đó thì dù cách ly chẳng biết nó hiệu quả được bao nhiêu và duy trì được bao lâu, 1 tháng hay 3 tháng. Và ai cũng thấy các quyết định dồn dập mà không được tính toán kỹ lưỡng dẫn đến phải thu hồi chỉ sau vài giờ, vài ngày. Nhưng dù đó, chừng đó cũng đã đủ làm xã hội rối loạn thêm trong lúc là sức dân đã cạn. Các giải pháp cũng thay đổi liên tục từ xét nghiệm đến đối tượng tiêm vaccine rồi cấm cái nọ, cấm cái kia. Mỗi lần như vậy là xã hội lại phải trả giá. Như vừa rồi, cấm hết shipper rồi đưa quân đội vào làm thay. Vô hình chung là bắt thêm vài chục ngàn quân thiện chiến trong lĩnh vực của họ là ship hàng, ngồi nhà để chờ một đội quân rất không chuyên nghiệp đến để tiếp tế đồ ăn, tạo thêm một gánh nặng trợ cấp cho họ, trong khi nhà nước trợ cấp cho những người lao động khác còn chưa xong. Và chắc chắn là kế hoạch chú bộ đội này sẽ phá sản bởi họ thiếu đi cái căn bản, đó là phương thức kết nối giữa người giao và người nhận hàng. Những hãng công nghệ như Grab hay Shopee đã phải bỏ ra hàng tỷ đô và vài năm mới tạo ra được mạng lưới giao nhận và thanh toán như vậy. Nay dẹp hết và làm thủ công thì quân đội có mang cả triệu quân rồi huy động cả hệ thống phường, xã, tổ trưởng vào cuộc cũng không thể làm nổi. Chưa kể phương tiện không có, đường xá chưa thuộc, chưa biết chừng chính các chú bộ đội này chính là nguồn lây nhiễm ra khắp nơi do thiếu kinh nghiệm và kiến thức phòng dịch. Rồi lại rối loạn, rồi bao nhiêu công sức, thiệt hại do cách ly toàn bộ xã hội lại đổ xuống sông, xuống biển khi mà ca nhiễm lại vẫn tăng như mấy tháng qua mà thôi. Vậy căn nguyên là gì? Là do chúng ta đã đi từ hết cái sai này sang cái sai khác. Chúng ta đang chạy theo sau các diễn biến dịch mà không chịu ngồi lại để xem sai từ đâu và khắc phục như thế nào. Cái sai lầm của cách ly tập trung của chủng Delta này càng làm cho Sài Gòn toang trong nốt nhạc, dẫn đến phải cách ly toàn xã hội khi chưa đủ điều kiện và sự chuẩn bị cho cách ly. Ngay cả việc hướng dẫn cụ thể cho dân cách ly như thế nào cho an toàn
hiệu quả với chủng mới cũng chưa làm đến nơi đến chốn. Nên cách ly cả năm thì dịch vẫn bung như thế này, và bóp chỗ này nó phòi chỗ kia. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là nhanh chóng tìm ra phương thức lây lan rồi đưa ra giải pháp được, chứ không nên duy ý chí, phóng lao phải theo lao. Đã cách ly rồi thì cứ làm cho đến cùng, hở đâu bịt đấy như thế này được. Con thuyền thủng nhiều chỗ mà không bịt hết cùng một lúc thì thấy chỗ nào bịt chỗ đó cũng chẳng mấy chốc nó sẽ chìm. Mà khi nước đã ngập lên rồi thì chẳng còn thấy được lỗ thủng ở đáy thuyền mà bịt nữa. Như truy vết, giờ có truy cũng không được. Lúc đó chỉ còn có thể đứng nhìn và chờ chết mà thôi. Cần đánh giá nguồn lây là từ đâu. Dân chưa biết cách cách ly, xét nghiệm không thay găng, giao nhận đồ ăn chưa đúng cách an toàn, chưa hạn chế triệt để di chuyển, chỗ lỏng quá, chỗ chặt quá, tiêm vaccine chưa đồng bộ hoặc là chưa đúng đối tượng ưu tiên, chưa đúng chủng loại, dẫn đến dân không chịu tiêm. Từ đó đề ra một chiến lược đồng bộ, nhất quán, rồi mới huy động các lực lượng xã hội cùng tham chiến. Rồi tỉnh nào cần cách ly, tỉnh nào chưa cần mà chỉ áp dụng các biện pháp nhẹ hơn. Chứ cứ như hiện tại là rất vá víu, thậm chí là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như thế này, thì thiệt hại kép là dịch vẫn toang mà kiệt quệ kinh tế là nhãn tiền. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung nguy hiểm nhất là các lãnh đạo không bao giờ biết nhận sai. Nguồn tin từ Facebook Tống Nguyên đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.